Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn huyện năm 2019. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao tiền hỗ trợ xây nhà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Liên đoàn Lao động huyện tổ chức khánh thành nhà ở mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp về Thạch Thành với chủ đề Khoảnh khắc Thạch Thành. Bản tin an toàn giao thông tháng 9 năm 2019. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 16 tháng 10, tại trung tâm hội nghị 25B thành phố Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 để quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bầu bổ sung phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Kỳ họp đã tiến hành giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Mai Xuân Liêm, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thành phố Sầm Sơn. Đồng chí Mai Xuân Liêm sinh ngày 25 tháng 2 năm 1974, dân tộc Mường, quê quán xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vào Đảng ngày 7 tháng 6 năm 2002. Ngày chính thức là ngày 7 tháng 6 năm 2003. Trình độ văn hóa 12/12. Trình độ chuyên môn, kỹ sư xây dựng cầu đường, cử nhân kinh tế đối ngoại, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp. Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên cao cấp từ tháng 5 năm 1993 đến tháng 3 năm 2003. Đồng chí Mai Xuân Liêm là nhân viên công ty vận tải sông biển Thanh Hóa, công ty Bảo Việt Thanh Hóa, ban dự án giao thông nông thôn, sở giao thông vận tải Thanh Hóa. Từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 8 năm 2010, là chuyên viên phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, sở giao thông vận tải Thanh Hóa. Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 11 năm 2013, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc sở giao thông vận tải Thanh Hóa. Ủy viên thường trực, phó trưởng ban thường trực ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, phó chủ tịch thường trực quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2010-2015, phó bí thư đảng ủy, giám đốc sở giao thông vận tải Thanh Hóa, phó trưởng ban thường trực ban an toàn giao thông tỉnh, phó chủ tịch thường trực quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 7 năm 2016 đến nay, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư thị ủy, thành ủy thành phố Sầm Sơn. Trên cơ sở giới thiệu của ủy ban dân tỉnh, các đại biểu hội đồng dân tỉnh đã bỏ phiếu bầu đồng chí Mai Xuân Liêm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy thành phố Sầm Sơn, giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu là 80/80 đại biểu có mặt tại kỳ họp. Thay mặt hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh chúc mừng đồng chí Mai Xuân Liêm được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ ở cương vị mới, đề nghị ủy ban dân tỉnh đoàn kết tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Mai Xuân Liêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn huyện năm 2019, chuyên đề đạo đức công vụ, văn hóa công sở.
Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban dân huyện, đồng chí Phạm Trọng Dũng, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Quách Thị Tươi, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí ủy viên trong ban thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đồng chí ủy viên ủy ban, trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, đảng ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Dũng, phó bí thư thường trực huyện ủy nhấn mạnh, chuyên đề đạo đức công vụ, văn hóa công sở là những nội dung quan trọng và hết sức cần thiết, hình thành nên chuẩn mực đạo đức, nề nếp kỷ cương làm việc trong tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính của Đảng, Nhà nước. Đạo đức công vụ của người cán bộ công chức gắn liền với đạo đức xã hội, những chuẩn mực được xã hội coi là giá trị. Nhưng đồng thời, đạo đức công vụ là đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt thực thi công vụ của cán bộ. Đạo đức công vụ của cán bộ công chức ở nước ta được xây dựng trên nền tảng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là chủ, cán bộ công chức là công bộc của dân. Giá trị cao nhất của đạo đức công vụ là phục vụ nhân dân, vì lợi ích nhân dân. Chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ công chức Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà nước và nền công vụ nước ta gọi là cái nền, cái gốc của đội ngũ cán bộ công chức. Văn hóa công sở, phong cách ứng xử, tác phong làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức từng bước được nâng cao. Như vậy, vấn đề đạo đức công vụ, công chức văn hóa công sở là vấn đề có tầm quan trọng rất lớn, dẫn đến sự thành bại của nền hành chính. Chuyên đề đạo đức công vụ, văn hóa công sở nhằm bổ sung cập nhật những kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ của huyện, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo quản lý điều hành, đồng thời khắc phục những mặt lạc hậu, yếu kém trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã được nghe tiến sĩ Đào Ngọc Báu, giảng viên chính trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt hết sức sinh động chuyên đề về đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các nội dung về đạo đức công vụ và văn hóa công sở về đặc điểm, tính chất, yêu cầu của nền công vụ đương đại. Cách thức thực hành, sự cấp thiết và thực hành đạo đức công vụ. Chương trình cập nhật kiến thức cung cấp hướng dẫn cho các đại biểu hội nghị thực hiện tốt việc xây dựng văn hóa công sở, đồng thời thực hiện có hiệu quả chuyên đề 2019 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thay mặt Ban Thường vụ huyện ủy, đồng chí Quách Thị Tươi, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, phát biểu bế mạc hội nghị. Đồng chí nêu rõ, đây là một chuyên đề rất thiết thực, có tác dụng lớn trong việc nâng cao hiểu biết trách nhiệm, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí cũng đã đề nghị các cấp ủy đảng, từ huyện đến cơ sở, sau khi học tập chuyên đề, cần xác định tự xem xét có giải pháp thực thi, thực hiện đúng các chuẩn mực đạo đức công vụ và văn hóa công sở, góp phần cải cách hành chính, thực hiện đạt hiệu quả cao hơn các nhiệm vụ, công việc được giao, hướng tới sự hài lòng của người dân, chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đảm bảo đáp ứng yêu cầu, phù hợp với từng đối tượng ở từng vị trí công tác, với tình hình mới và yêu cầu cụ thể của lĩnh vực địa phương. Vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thưa quý vị, thưa các bạn, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Thạch Thành đã huy động hội viên, đóng góp quỹ tiết kiệm, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vay vốn phát triển sản xuất và xây dựng nhà ở kiên cố. Đặc biệt nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2019, vào sáng ngày 15 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch Thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Thạch Tượng, Thạch Đồng, Thành Hưng và Thành Thọ đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng nhà máy ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Độ, thôn Tượng Liên 1, xã Thạch Tượng, chị Phạm Thị Kền, thôn Phú An, xã Thạch Đồng, chị Nguyễn Thị Mơ, thôn Hợp Thành, xã Thành Hưng và chị Nguyễn Thị Dinh, thôn Lự, xã Thành Thọ với tổng trị giá là 80 triệu đồng. Các chị đều là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có chị là phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, nhà cửa chật hẹp, hư hỏng rột nát. Chia sẻ những khó khăn vất vả của gia đình hội viên, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã đã vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể
tích cực quyên góp ủng hộ kinh phí xây dựng nhà mái ấm tình thương, cùng với mức hỗ trợ từ nguồn quỹ mái ấm tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trị giá 20 triệu đồng trên một nhà, và sự hỗ trợ góp công xây dựng của anh em họ hàng đã giúp hoàn thành các công trình trong thời gian sớm nhất. Trao tặng nhà mái ấm tình thương là một trong những hoạt động thiết thực của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch Thành nhằm giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tạo động lực cho họ tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thành tổ chức khánh thành nhà ở mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn Bùi Thị Huyện, đoàn viên công đoàn trường mầm non xã Thành Thọ. Sự buổi lễ khánh thành có đồng chí Ngô Tôn Tần, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí đại diện Liên đoàn Lao động huyện, đại diện Ban giám hiệu nhà trường mầm non Thành Thọ, các đồng chí Chủ tịch công đoàn và Ủy viên Ban chấp hành công đoàn nhà trường. Gia đình đoàn viên Bùi Thị Huyện có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được Liên đoàn Lao động tỉnh xét hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn theo quyết định số 199. Sau thời gian thi công, đến nay căn nhà đã hoàn thiện với diện tích sử dụng là 50 m², trị giá 200 triệu đồng. Trong đó có sự quan tâm hỗ trợ của các đồng nghiệp, anh em họ hàng, bạn bè, hàng xóm giúp đỡ và tiền gia đình tiết kiệm được. Tại lễ khánh thành, đồng chí Ngô Tuấn Tần, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi động viên và trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Bùi Thị Huyện. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo huyện, đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh đối với các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của huyện. Đồng thời đồng chí cũng chúc mừng gia đình đoàn viên Bùi Thị Mười đã có căn nhà mới khang trang để sinh hoạt, giúp đoàn viên vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, ổn định cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95.8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp về Thạch Thành với chủ đề Khoảnh khắc Thạch Thành. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua Ngày Hội Văn hóa Thể thao Du lịch công bố giới thiệu điểm du lịch và sản phẩm tiêu biểu huyện Thạch Thành năm 2019, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc, các môn thể thao dân tộc, xúc tiến, quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn huyện, thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào địa bàn huyện Thạch Thành để phát triển du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 08 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Huyện Thạch Thành đã tổ chức cuộc thi ảnh đẹp về Thạch Thành với chủ đề Khoảnh khắc Thạch Thành. Nội dung: các tác phẩm ghi lại nét đẹp văn hóa truyền thống, lễ hội, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, đặc sản ẩm thực, sản phẩm nông sản, tiêu thụ nông nghiệp, công nghiệp, các khu điểm du lịch, văn hóa và con người Thạch Thành. Cụ thể như khoảnh khắc văn hóa tâm linh, lễ hội, thiên nhiên và người Thạch Thành, vẻ đẹp hành trình về nguồn với di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Mong, di tích quốc gia chiến khu Ngọc Trạo, các di sản văn hóa của huyện Thạch Thành, trải nghiệm nông thôn, làng quê và phong tục tập quán Thạch Thành. Đối tượng dự thi: mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, du khách trong nước và quốc tế. Thời gian phát động cuộc thi: từ ngày ban hành kế hoạch này đến ngày 15 tháng 11 năm 2019. Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2019. Thời gian chấm giải: từ ngày 16 tháng 11 năm 2019 đến ngày 18 tháng 11 năm 2019. Thời gian công bố và trao giải thưởng: tại lễ bế mạc ngày hội ngày 23 tháng 11 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin An toàn giao thông tháng 9 năm 2019. Tháng 9 hàng năm là thời gian bắt đầu một năm học mới. Vào thời điểm này, tất cả học sinh ở tất cả các cấp học bắt đầu đến trường, tiếp tục quá trình học tập. Dễ dàng nhận thấy tình hình trật tự an toàn giao thông cũng có những thay đổi trong thời gian này. Vào thời điểm đầu và cuối các buổi trong ngày, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông có sự tăng gia đột biến, trong đó chiếm đa số là học sinh của các trường. Hiện nay, đại đa số học sinh của các trường trung học phổ thông và một bộ phận học sinh của các trường trung học cơ sở được gia đình trang bị xe mô tô, xe máy điện.
Tuy nhiên, không ít trường hợp vẫn chưa đủ điều kiện để điều khiển loại phương tiện này. Cộng với một bộ phận học sinh có nhận thức về pháp luật an toàn giao thông chưa đầy đủ, từ đó dẫn đến nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông. Tháng 9 cũng được chọn là tháng an toàn giao thông cho học sinh. Vì vậy, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với các ban ngành có liên quan, tổ chức nhiều hoạt động nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức pháp luật an toàn giao thông cho học sinh của các nhà trường trên địa bàn huyện. Như phối hợp với công ty Honda Công Huế, tổ chức tuyên truyền tại trường trung học cơ sở Ngọc Trạo, trung học cơ sở Thành Trực, trung học phổ thông Thạch Thành 3, v.v. Trong thời gian tới, Công an huyện Thạch Thành tiếp tục có những hoạt động tích cực nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tiếp tục bố trí 2 tổ tuần tra kiểm soát, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe và ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm nồng độ cồn, các hành vi vi phạm liên quan đến vận tải hàng hóa. Tiếp tục phối hợp với các ban ngành có liên quan, tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật an toàn giao thông của người dân, đặc biệt là thanh niên học sinh. Tính từ ngày 16 tháng 8 năm 2019 đến ngày 15 tháng 9 năm 2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người, va chạm giao thông xảy ra 8 vụ làm bị thương 12 người. Cũng trong tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự cơ động toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý hơn 2.230 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Xử phạt nộp kho bạc nhà nước 2.150.000.000 đồng, tạm giữ 205 phương tiện, trong đó có 77 ô tô và 128 xe mô tô. Tước giấy phép lái xe 115 trường hợp, trong đó Công an huyện đã kiểm tra phát hiện xử phạt 158 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 254.375.000 đồng, tạm giữ 42 giấy tờ các loại và 137 phương tiện. Chương trình mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank, sôi động chương trình khuyến mại dành cho khách hàng cá nhân với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Từ nay đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, khách hàng cá nhân khi mở tài khoản lần đầu, đồng thời đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ và một trong số các dịch vụ mobile banking của Agribank sẽ có cơ hội trúng ngay 3 giải nhất, sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng, 6 giải nhì, sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 10 giải ba, sổ tiết kiệm trị giá 15 triệu đồng và 50 giải khuyến khích, sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Bạn chỉ cần mang theo chứng minh thư hoặc căn cước đến Agribank Thạch Thành để đăng ký tham gia ngay, nhận cơ hội trúng lớn và hưởng những ưu đãi đặc biệt từ các chương trình khuyến mại và dịch vụ khác của Agribank. Hệ thống siêu thị điện máy MediaMart trân trọng kính mời quý khách hàng tham quan mua sắm tại MediaMart Thạch Thành, Thanh Hóa, số 253 khu phố 5 thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cách cổng chợ Kim Tân 50m, duy nhất từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10. Mừng giải phóng thủ đô, giải phóng hàng tồn, đại hạ giá đến 50%. Một TV tặng máy lọc nước cao cấp trị giá đến 5 triệu đồng, lọc vi sóng trị giá 2 triệu đồng, với mua hàng 3 triệu đồng, trả trước 0 đồng, 0% lãi suất. TV LED 32 inch giá cực sốc 2.790.000 đồng. Sắm tủ lạnh máy giặt tặng cây nước, lò vi sóng bàn là hơi nước trị giá đến 2.500.000 đồng. Tủ lạnh Everton Sharp 196 lít giá chỉ còn 5.590.000 đồng. Máy giặt 8 kg lồng ngang rẻ ngang lồng đứng giá chỉ 4.990.000 đồng. Nước cấp điện Sharp 18 lít giá cực sốc 399.000 đồng. Sở hữu ngay smartphone Samsung A50s trả trước chỉ từ 779.000 đồng. Chưa dừng ở đó, MediaMart Thạch Thành, Thanh Hóa, số 253 khu phố 5 thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cách cổng chợ Kim Tân 50m, đổi trả miễn phí lên đến 45 ngày, trả góp 0 đồng, 0% lãi suất, giảm thêm 5% khi thanh toán qua VNPAY QR. Gọi ngay 1900 6788 hoặc truy cập thegioidienmay.com. Hệ thống siêu thị điện máy MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng. Khuyến mại tưng bừng không ngừng giảm giá với hàng nghìn sản phẩm điện máy giá rẻ, chất lượng, phục vụ khách hàng với tiêu chí ở đâu bán rẻ, MediaMart Thạch Thành đang bán rẻ hơn. Ở đâu bán rẻ, MediaMart Thạch Thành đang bán rẻ hơn. Ở đâu bán rẻ, MediaMart Thạch Thành đang bán rẻ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.